Đi dọc con đê sông Hồng, trên địa bàn xã Phú Đa, ta sẽ bắt gặp một ngôi trường hai tầng khang trang nằm sát chân đê. Đó là trường mầm non Phú Đa. Trường mầm non Phú Đa được thành lập năm 1965 và được đón nhận chuẩn mức độ 1 năm 2006. Năm 2014, trường vinh dự được đón nhận danh hiệu trường tiên tiến cấp tỉnh. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các bậc phụ huynh, nhà trường đã trang bị đầy đủ hệ thống đồ dùng đồ chơi, bảng biểu tuyên truyền đặt ở sân trường, trong đó có bảng những điều cha mẹ cần biết, bảng tài chính công khai, bảng tháp dinh dưỡng, bảng 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, bảng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, 5 chìa khóa vàng, 10 cặp thực phẩm xung khắc, bảng phân công nhiệm vụ nhà bếp hàng ngày, thời gian biểu nhà bếp, lịch vệ sinh nhà bếp, tổ bếp quy định, dinh dưỡng của bé. Bảng nhu cầu khẩu phần ăn của một trẻ. Bảng phân chia thức ăn. Bảng ba ngon, bảng bếp ăn năm tốt. Bảng thực đơn hàng ngày của trẻ. Và một số bảng biểu khác, cùng một số đồ dùng phục vụ bếp ăn, như máy xay thức ăn sống, máy xay thức ăn chín. Trong những năm này, nhà trường đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Một trong những tiêu chí quan trọng của mục tiêu đó là xây dựng bếp ăn bán trú theo tiêu chuẩn một chiều. Bếp ăn của trường có 3 nhân viên cấp dưỡng đã được đào tạo qua lớp sơ cấp nấu ăn của tỉnh Vĩnh Phúc, có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Trước khi bắt tay vào công việc, các nhân viên cấp dưỡng được trang bị quần áo bảo hộ lao động và được vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bếp ăn của trường được chia làm 4 khu. Khu tiếp nhận thực phẩm, khu sơ chế thực phẩm, khu chế biến thực phẩm và khu chia thức ăn chín. Bếp ăn đã được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng ngày vào 7 giờ sáng, thực phẩm được tập kết tại khu tiếp nhận thực phẩm. Tất cả các loại thực phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng và có hợp đồng cung ứng sản phẩm. Thực phẩm đưa đến được nhân viên y tế cùng nhân viên cấp dưỡng nhận, kiểm tra trước khi đem cân và ký nhận giữa hai bên. Sau đó, cùng với ban giám hiệu kiểm tra và cân từng loại thực phẩm để đảm bảo thực phẩm luôn được tươi ngon và tuyệt đối an toàn. Trứng được kiểm tra để đảm bảo không bị dập nát và còn tươi mới. Thịt được kiểm tra bằng cách dùng tay ấn nhẹ vào thịt. Nếu thịt có màu sắc hồng tươi, có sự đàn hồi khi ấn vào, thì đó là thịt đã đảm bảo chất lượng. Sau khi được kiểm tra, thịt sẽ được đem cân để đảm bảo theo khẩu phần ăn của trẻ. Sau khi tiếp nhận thực phẩm, các nhân viên cấp dưỡng bắt đầu vào công đoạn sơ chế thực phẩm. Khu sơ chế rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, có chỗ phơi đồ thuận tiện và giá treo đồ dùng hợp lý. Các loại thực phẩm sơ chế được để trên bệ cao đảm bảo vệ sinh và được rửa dưới vòi nước sạch. Rau sau khi được rửa sạch dưới vòi nước sạch sẽ được thái nhỏ để đảm bảo không bị mất đi chất dinh dưỡng và phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non.
thịt được rửa dưới vòi nước sạch. Vòi rửa thịt được thiết kế riêng ở một khu rộng rãi, sạch sẽ. Thịt được rửa sạch, kỹ để loại bỏ một số tạp chất bên ngoài. Sau khi được rửa sạch, thịt sẽ được thái miếng nhỏ. Thịt phải đảm bảo lượng nạc và mỡ cân đối để đảm bảo nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của trẻ một ngày. Sau khi được thái nhỏ, thịt sẽ đem được xay bằng máy xay thức ăn sống. Trong năm học này, nhà trường đã đầu tư hơn 50 triệu đồng để mua một số đồ dùng phục vụ bếp ăn như máy xay thức ăn sống, máy xay thức ăn chín, tủ lạnh và một số đồ dùng khác. Thịt xay xong đảm bảo nhuyễn, dẻo để phù hợp với trẻ mầm non. Kho chứa thực phẩm của bếp ăn sạch sẽ, có kệ, giá, đồ dùng bảo quản thực phẩm và được phân chia theo từng loại thực phẩm như gạo, đỗ, lạc, vừng. Gạo được nhân viên cấp dưỡng lấy ra và được nhân viên y tế kiểm tra, cân để đảm bảo lượng gạo và cơm đủ cho số suất ăn là 100 gram gạo trên một suất ăn. Gạo được nhân viên cấp dưỡng đãi dưới vòi nước sạch. Gạo được đãi không quá kỹ, nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ và không bị mất đi lớp vitamin bên ngoài. Thực phẩm sau khi sơ chế được đưa vào khu chế biến. Các loại thực phẩm được để vào những khay riêng. Nhà trường có hệ thống nước sạch đảm bảo cung cấp để nấu cơm, canh và nước uống cho trẻ. Hệ thống ga được đưa ra bên ngoài khu bếp nên bếp ăn luôn đảm bảo được an toàn. Cơm của trẻ được nấu theo phương pháp hấp chín bằng tủ cơm. Cơm hấp dẻo, thơm ngon và không bị cháy như cơm nấu bằng nồi. Tủ cơm được các nhân viên cấp dưỡng vệ sinh, lau chùi nên luôn đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Thực phẩm được tẩm ướp gia vị, sau đó đánh đều trước khi đem chế biến. Rau được nấu chín. Sau đó nêm gia vị vừa ăn để đảm bảo mùi vị và màu sắc đặc trưng của rau. Trứng và thịt được chế biến riêng vào từng chảo. Trứng được xào chín và đánh bông. Trứng được đánh nhỏ để phù hợp với trẻ. Thịt được nấu kỹ, đảm bảo mùi vị đặc trưng và màu sắc đẹp mắt, hấp dẫn. Trứng xào chín có mùi thơm đặc trưng và màu vàng. Thịt và trứng sau khi được chế biến chín, được trộn đều, sau đó đưa sang khu chia thức ăn chín. Khu chia thức ăn chín rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, cách biệt so với khu sơ chế và khu chế biến, nhằm ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo từ thức ăn sống tới thức ăn chín. Son, nồi, bình ủ, bát, thìa được rửa sạch, úp vào tủ. Nhà trường trang bị một tủ sấy bát nên luôn đảm bảo bát thìa được khô ráo, sạch sẽ và an toàn. Thức ăn chín được nhân viên y tế tiến hành lưu mẫu. Mỗi loại thức ăn lưu mẫu
được để trong lọ riêng và được bảo quản trong tủ lạnh. Thức ăn được bảo quản trong vòng 24 giờ đồng hồ. Thức ăn chín được cân, đảm bảo đủ khẩu phần ăn của trẻ theo độ tuổi. Canh được chia vào âu riêng theo số suất ăn của từng nhóm lớp. Cơm sau khi được hấp chín sẽ được đưa ra phòng chia ăn. Cơm được hấp chín, dẻo, thơm và đẹp mắt. Cơm sau khi được xới tơi sẽ được cân và chia đủ theo số suất ăn của từng nhóm lớp. Thịt và trứng cũng được cân, chia vào nồi riêng để đảm bảo độ nóng của thức ăn. Một ngày tại trường của trẻ phải đảm bảo lượng calo từ 620 đến 720 kilocalo trên một ngày đối với trẻ nhà trẻ và từ 650 đến 750 kilocalo trên một ngày đối với trẻ mẫu giáo. Thức ăn chín sau khi đã được chia xong sẽ được để theo từng độ tuổi ở từng khu riêng. Đến giờ ăn của trẻ, thức ăn, cơm, canh và bát thìa sẽ được đặt lên xe đẩy thức ăn. Bát thìa được nhân viên cấp dưỡng đếm theo số trẻ của từng nhóm lớp, đảm bảo mỗi trẻ đủ một bát và một thìa riêng sạch sẽ. Sau đó, nhân viên cấp dưỡng sẽ đẩy và đưa tới từng nhóm lớp. Trước khi ăn, trẻ được cô giáo hướng dẫn đi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ. Trẻ được rửa tay bằng xà phòng theo các bước rửa tay. Sau đó, trẻ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 8 trẻ. Cơm được giáo viên chia đều ra từng bát, sau đó chia thức ăn lên trên, rồi trộn đều. Cơm của trẻ luôn đảm bảo thơm, ngon, độ nóng vừa phải để kích thích sự ngon miệng của trẻ. Sau khi chia đều cơm và thức ăn ra từng bát, cô giáo sẽ chia cho từng trẻ. Trong quá trình ăn, cô giáo tạo không khí vui vẻ để trẻ ăn ngon miệng. Đồng thời, cô giáo cũng quan sát và nhắc nhở những trẻ ăn chậm, những trẻ hay đùa nghịch trong khi ăn. Sau khi ăn xong, trẻ được đi uống nước, vệ sinh cá nhân, trẻ được rửa tay, lau mặt và chuẩn bị đi ngủ. Phòng ngủ của trẻ có rèm che, đảm bảo ánh sáng vừa phải, không gian thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ sạch sẽ, an toàn, tạo giấc ngủ cho trẻ. Bát thìa sau khi trẻ ăn được chuyển xuống nhà bếp và được các cô cấp dưỡng rửa sạch sẽ, sấy khô, chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30, chuẩn bị bữa ăn chiều cho trẻ. Từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 45, chia thức ăn chiều. Từ 13 giờ 45 đến 14 giờ, cung cấp thức ăn chiều. Sau khi trẻ ăn chiều, các cô cấp dưỡng vệ sinh, lau dọn nhà bếp. Bằng sự cố gắng của nhà trường, sự nhiệt tình và trách nhiệm của nhân viên nhà bếp,
nên tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ đã giảm đáng kể so với những năm học trước, tạo niềm tin cho nhân dân và phụ huynh, góp phần hoàn thành mục tiêu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm học 2016-2017.